Rồi, hello anh em nha. Chào anh em buổi chiều nha. Chiều nay lan sàn lên còn ba cái máy này anh em. Giới thiệu tới quý anh em cô chú, anh em nào thích cái máy giá mềm mềm tí thì làm nhanh luôn nha. Mình chỉ có ba máy. Cái đầu tiên mình giới thiệu anh em coi Xiaomi 2A này anh em. Cái này bán cũng lâu rồi nhưng mà còn tồn lại được một máy. Hôm nay thì mình sẽ bán giá mềm cho anh em ha. Con này cấu hình 120G nha anh em. Xiaomi Wi-Fi là ok này. Ok, chức năng là ok nha anh em. Nhưng mà nói chung là màn hình nó cũng nhỏ thôi, 4.7 thôi, không có lớn ha. Nào cần giải trí nhẹ thì chơi con này được. RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Đó. Con này thì nếp sau mới ken luôn. Đó, lên ken nha anh em. Chỉ một cây duy nhất thôi nha anh em. Nên nào cần thì gọi liền cho mình nha. Mình còn đúng một máy thôi. Nói chung thì kính thì không có trầy. Một hai vết xước rất là nhẹ. Ok luôn. Nhưng máy này chấp nhận được. Rồi, cái này anh em nào mà có nhà ý quan tâm thì gọi liền cho mình nha. Một máy duy nhất, mình tính anh em giá 780.000 thôi nha anh em. 780k nha, bao ship kèm sạc cho anh em nha. Bữa trước là mình bán 850 á. Này được mình sell anh em vài chục ngàn cho vui ha. Rồi tiếp còn một con anem S này anh em. Anem S vỏ xấu nha, không có đẹp nha. Đó. Vỏ xấu. Vỏ nói chung là cấn xấu. Nhưng mà màn hình thì đẹp. Kính thì kính màn hình riêng nha anh em. Con này là nguyên riêng nha, chưa có sửa chữa động chạm gì hết nha. Nói chung là chức năng là ok anh em. Wi-Fi rồi là bắt chuẩn hết á. Wi-Fi rất mạnh nha. Dung lượng con này là mình coi thế 16GB nha anh em. 16GB máy quốc tế nha anh em, máy quốc tế nha. Máy quốc tế sạch đàng hoàng, 5S, 5S ha. Không có ai lao ai liếc hết nha. Để mình thử cái vân tay coi. Ok nha anh em. Đó. Nói chung là máy chức năng này full. Con này là ring luôn nguyên cây này, chưa thay này. Nhưng nếu thích thay vỏ mới cái là thành máy mới ngay thôi. Nhưng mà mình chưa thay ha. Để bán anh em giá mềm mềm thôi. 1050 nha anh em, còn một cây thôi nha. 1050. Con này bữa trước không bao ship nhưng mà trận này là mình sẽ chơi luôn cho anh em luôn. Bao ship cho anh em luôn. Con này. Mình sẽ bao ship. Mình bao ship trận này, mình sẽ sell con này luôn, mạnh luôn này. Kèm nguyên của bộ sạc cho anh em luôn. Quen kèm bộ sạc và bao ship cho anh em luôn nha. 1050 thôi. Anh em nào mua cái đi clip chiều hôm nay thì giá mềm cho anh em thôi nha. Rồi, tiếp theo là mình còn một con Note 4 này anh em. Con Note 4 này. Kính lưng đẹp keng này. Đó, máy rất đẹp nha. Nhưng mà cái viền nó hơi nhăm nhăm này anh em. Con Note 4 nha. Viền nhăm. Viền nhâm hết. Nắp sau thì còn đẹp. Nắp sau đánh giá là 7.98 nha anh em. Đó, viền nó tróc sơn thôi, không phải nhâm gì mà cái này nó tróc sơn này. Đó. Này mình dán đề can lại vẫn được. Đó, tróc sơn xung quanh viền nha anh em. Chỉ tróc sơn thôi chứ cái này không có cắn lốp nha. Đó. Bút còn nha anh em. À này. Cái bút. Dòng Note nó có cái bút. Còn bút riêng của nó luôn này anh em. À. Nè, biết con ok này.
này thôi, chỉ có cái bút nó mới viết ra được nha anh em, còn tay mình thì bó tay nha, không biết đâu. Đó, ok nha. Con này RAM 3, bộ nhớ 32, máy lại bản một sim nha anh em. Đây nha anh em, một sim nha. Con này máy riêng nha anh em, chưa sửa chữa đâu nha. Mấy con riêng nguyên coi luôn á, chụp hình siêu nét luôn. Thử camera cho anh em xem này, dòng Note thì anh em biết Samsung rồi, khủng luôn. Chụp hình thì bao rõ nha. Đó, anh em thấy không, rõ căng đét luôn. Con này là RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình anh em pin 7 nha anh em, pin mới là 3002, pin 3002. Màn hình anh em pin 7 rất là rộng, sáng đẹp. Đây em, thông tin thiết bị nè. Galaxy Note 4 nha. Bộ nhớ 32GB. Nói chung là mọi chức năng con này là full nha. Máy riêng chưa có đụng chạm gì hết nha anh em, đó, ok nha. Chức năng thì VIP rồi. Em coi coi, bộ nhớ coi. Đó anh em, bộ nhớ 32GB nha. Đó. Rồi ok, con này bán nhanh gọn cho anh em luôn, 1530 bao ship. 1.530.000 bao ship cho anh em nha. Màn hình 1-2 vết xước lông mèo gì. Đó, anh em nhìn kỹ đi. Trên ánh đèn này. Nói chung màn hình là đẹp. Rồi ok, 1530 bao ship cho anh em ha. Rồi, clip này mình chỉ có 3 máy, buổi chiều cho vui thôi ha. Anh em nào cần máy nào thì gọi cho mình nha. Rồi, thân ái chào anh em nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.